một đại lý Toyota ở miền Trung vừa hé lộ thông tin dòng xe Vios 2021 sắp về Việt Nam trong tương lai gần. Trong khi đó, một nguồn tin khác khẳng định thời gian cụ thể rơi vào quý 1 năm 2020. Hiện tại, chưa có nhiều thông tin về Toyota Vios 2021 bán tại Việt Nam, nhưng có một vài điểm có thể chắc chắn rằng xe sẽ được thay đổi thiết kế và trang bị, điều chỉnh giá bán và tiếp tục lắp ráp trong nước. Không giống như một số dòng xe khác của Toyota ra mắt trong năm nay, Vios 2021 về Việt Nam khá muộn. Xe được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 7 tại Philippines, rồi tiếp đến Thái Lan và Malaysia. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift, Toyota Vios 2021 không được cách tân hoàn toàn mà chỉ làm mới một số chi tiết. Đầu xe trở nên thể thao hơn với lưới tản nhiệt dưới mở rộng nối liền với lưới tản nhiệt phía trên. Hai bên là hốc gió giả gắn đèn sương mù làm bằng nhựa đen bóng, thay cho loại nhựa sần trên bản cũ. Đèn pha được làm lại đồ họa chiếu sáng, dạng xếp lớp hiện đại hơn. Nhìn chung, đầu xe giống với Toyota Camry đời trước bán tại thị trường Mỹ. Tại Malaysia, khách hàng còn được tùy chọn gói GRS, bao gồm lưới tản nhiệt GR Sport, hệ thống treo thể thao, bộ body kit độc quyền, ghế thể thao bọc da lộn và da, cùng bộ mâm hợp kim 17 inch. Xe vẫn sử dụng động cơ 1.5 lít DOHC, cho công suất 106 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và moment xoắn 140 Nm tại 4.200 vòng trên phút, kết hợp hệ dẫn động cầu trước, tùy chọn hộp số tự động vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp. Toyota Vios 2021 vừa ra mắt tại thị trường Malaysia, được trang bị tiêu chuẩn 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, ABS, EBD, BA, cảm biến đỗ xe trước sau, cùng với cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hơn nữa, phiên bản cao cấp còn có gói công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense, bao gồm tính năng giảm thiểu va chạm phía trước và cảnh báo trệch làn đường. Dĩ nhiên, trang bị trên Toyota Vios 2021 tại Việt Nam còn phải chờ đến ngày ra mắt chính thức. Toyota Vios có nhiều năm thống trị doanh số trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Xe đối đầu trực tiếp với Hyundai Accent, Kia Soul, Honda City, Suzuki Seat, Nissan Sunny, Mazda 2 Sedan.